Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Microsoft Project dành cho chỉ huy trưởng. Tôi là Đàm Tài Cát. Trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với phần 3 của nội dung khóa học. Thì trong cái phần 3.1 thì chúng ta đã cùng nhau làm việc về mối liên hệ trong Microsoft Project, cùng nhau tìm hiểu chức năng Split để chia cắt các cái công việc thành nhiều phần để chúng ta quản lý. Trong phần 3.2 này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái chức năng rất là hữu ích và cực kỳ tuyệt vời trong Microsoft Project, đó là chức năng Sub Project. Chức năng Sub Project để giúp cho chúng ta có khả năng để cộng tác nhóm tốt hơn, cũng như là giúp chúng ta quản lý đa dự án trên cùng một bản tiến độ và trên cùng một bản Master Schedule. Ok, chúng ta sẽ vào ngay ví dụ. Đầu tiên, trước khi mà chúng ta sử dụng cái chức năng Subproject thì chúng ta sẽ đi tạo một cái bản tiến độ có tên là Master Schedule. Master Schedule. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng Subproject để chúng ta gọi các cái bảng tiến độ của các dự án nhỏ vào trong cái bảng Master Schedule. Và chúng ta sẽ vào menu Project, chúng ta chọn Sub Project và chúng ta tìm đến cái project nhỏ mà chúng ta muốn sử dụng vào. Giả sử tôi có hai project là project 1 và project 2, tôi sẽ gọi hai bảng project này vào. Đó. Trước khi họ gọi vào thì chúng ta sẽ bật cái Project Summary của cái Master lên. Sau đó thì chúng ta gọi vào để chúng ta dễ dàng quản lý. Đó. Khi mà chúng ta gọi Project 1 vào thì ngay lập tức tất cả các công việc trong Project 1 sẽ được chuyển vào đây. Tiếp tục chúng ta sẽ gọi tiếp Project 2. Chúng ta chọn xuống ô bên dưới. Ok. Như vậy là chúng ta với chức năng Sub Project, chúng ta đã dễ dàng gọi hai cái bản tiến độ đơn này vào thành một bản tiến độ trong Master Schedule. Chúng ta sẽ ứng dụng cái này để chúng ta tăng tốc lập tiến độ. Khi mà dự án của chúng ta có nhiều hạng mục thì chúng ta có thể ứng dụng cách này để chúng ta chia làm nhiều nhóm lập tiến độ. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái Master Schedule và chúng ta sẽ gọi các cái bản tiến độ đó vào thành một bản tiến độ tổng. Ví dụ như chúng ta sẽ có là tiến độ thi công phần kết cấu, tiến độ thi công phần hoàn thiện, tiến độ thi công phần MI, thì chúng ta sẽ chia làm ba cái gói như thế. Thì chúng ta sẽ chia thành các nhóm lập độc lập và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng Sub Project để chúng ta gọi các bản tiến độ độc lập đó vào thành một bản tiến độ tổng của dự án mà chúng ta gọi ở đây là Master Schedule. Đó. Sau khi gọi vào thì chúng ta đã có một bản tiến độ tổng. Tuy nhiên là chúng ta để ý thấy rằng là ở bên cột indicator nó có một cái biểu tượng là có cái biểu tượng link. Ở đây nó ghi chú thích là this project will insert risk while down. Tức là ý nói là chúng ta sẽ chỉ có quyền là đọc hoặc viết từ cái dữ liệu project 1. Đó. Tức là những cái dữ liệu mà chúng ta gọi vào từ project 1, khi mà chúng ta sửa đổi gì đó trong file project 1 thì file master schedule này của chúng ta sẽ automatic bị điều chỉnh. Đó. Hoặc là chúng ta điều chỉnh nội dung nào đó ở phần project 1 này thì trong cái file đơn lẻ project 1 cũng sẽ bị điều chỉnh
các bạn hình dung đây nó giống như cái bình thông nhỏ, tức là nó có link liên kết giữa hai file như một. Okay. Tương tự project 2 cũng vậy, chúng ta có thể là chỉnh sửa nội dung ở đây và file project 2 cũng sẽ automatic nhận. Chúng ta có thể là tạo ra các cái bản tổng tiến độ từ những cái file nhỏ này bằng cách là chúng ta tắt cái link này đi, tắt cái link này đi. Bằng cách là chúng ta kích đúp vào cái link đó và chúng ta sẽ bật lên cái bảng là Existing Project Information. Thì chúng ta chọn thẻ Advanced, chúng ta tắt bỏ Link to Project. Đó, thì nó sẽ xóa bỏ cái mối liên hệ giữa cái file project 1 này với cái file project 1 đơn lẻ mà chúng ta gọi vào. Thì khi đó nó sẽ hỏi là có thay đổi không? Yes. Thì khi đó khi chúng ta thay đổi cái gì đó trong này thì file project 1 bên ngoài sẽ không còn bị thay đổi nữa. Tương tự file project 2 chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Ok, như vậy là chúng ta đã có hai cái hạng mục lớn trong một cái bản tiến độ, thì chúng ta hoàn toàn có thể là link liên kết giữa hạng công việc của hạng mục 2 với hạng mục 1. Ví dụ công tác lên ý tưởng sẽ được thực hiện ngay sau công tác test ứng dụng chẳng hạn, thì nó sẽ gọi chín mà là xong. Ok đó. Xong số 9. Ok. Giả sử này. Đó là một cái ý đồ đầu tiên mà chúng ta sẽ sử dụng chức năng Subproject để chúng ta gọi các cái hạng mục nhỏ của dự án, tức là tương ứng với các cái project nhỏ vào, và chúng ta sẽ xóa bỏ link đi và chúng ta sẽ ghép được thành một cái bản tổng tiến độ. Là cái ý đồ đầu tiên mà chúng ta sử dụng chức năng Subproject là để chúng ta cộng tác nhóm như tôi sẽ xóa đi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo lại. Chúng ta sẽ gọi lại hai cái bản project đó, project 1, project 2. Nội dung thứ hai mà chúng ta sẽ sử dụng chức năng Subproject đó là chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta quản lý đa dự án. Đó. Khi mà chúng ta đã có quan niệm rằng là cái project 1, project 2 là hai dự án độc lập thì chúng ta sẽ gọi vào và chúng ta sẽ đã có một cái bản tiến độ master bao gồm nhiều dự án, là project 1, project 2 đến project L, nếu như các bạn có nhiều nhiều bản tiến độ. Đó, khi mà chúng ta có như này thì chúng ta sẽ có thể là tạo link giữa các cái dự án độc lập này bằng cách là chúng ta sẽ ấn chọn một công tác nào đó ở bên trên và chúng ta ấn chọn công tác bên dưới, ấn Control, chọn Control, giữ Control, hoặc là chúng ta sẽ chúng ta sẽ ấn chọn cái predecessor của công tác chuẩn bị với công tác lên ý tưởng. Đó. Thì chúng ta sau khi chọn xong, chúng ta chọn là link hoặc là ấn phím tổ hợp, phím tắt là Ctrl F2. Đó, chúng ta có thể ấn ở đây. Đó, ngay lập tức hai bản tiến độ của chúng ta đã có mối liên hệ với nhau. Tức là cái dự án 2 công tác đầu tiên sẽ được thực hiện ngay sau công tác chuẩn bị của dự án 1. Đó. Hoặc cách thứ hai, chúng ta có thể gõ luôn cái cấu trúc của cái link này bằng cách là chúng ta gõ là tên file dự án
một và chúng ta ấn xem xem dấu huyền ạ, và chúng ta ấn cái ID của công tác promote, ví dụ là ID số 1 đi. Đó. Thì chúng ta cũng có được kết quả tương tự như trên. Hoặc chúng ta có thể ấn phím tắt. Đó. Ví dụ như chúng ta chọn công tác bắt đầu sản xuất và công tác lên ý tưởng, chúng ta ấn Ctrl F2. Đó, nó cũng ra được cái tiến độ của chúng ta. Đó, như vậy là chúng ta đã có thể là sử dụng cái chức năng sao project để chúng ta gọi nhiều bản tiến độ vào trong một bản tiến độ master schedule để chúng ta quản lý được nhiều cái file tiến độ cùng một lúc trên cùng một file tiến độ duy nhất. Đó. Và cái điều thú vị ở việc mà chúng ta sử dụng chức năng sao project này là chúng ta có thể update được các cái bản tiến độ độc lập đó với các cá nhân liên quan của các cái dự án nhỏ đó, và cái file tập tiến độ này của chúng ta cũng sẽ tự automatic được update. Tuy nhiên với điều kiện là chúng ta sẽ cùng làm việc trên một nền tảng server. Ok, video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.